Hôm nay tôi hướng dẫn với các bạn một cái căn bệnh, tức là đang chạy thì bị kẹt ga. Hắn kẹt ga thì hắn có thể là hắn sẽ chết máy, hoặc có thể là hắn dừng ga một chỗ không di chuyển được ga, tức là không thay đổi được tốc độ, hoặc là hắn bị vù ga. Có nghĩa là lúc bây giờ ấy là cái thanh răng này ấy, là khi ta bấm đây là không cựa đấy. Hắn bị chốt chặt ở trong cái bơm. Các bạn nhìn thấy cái thanh răng này. Đây, cái thanh răng này. Đấy. Thế là khi cái thanh răng đấy kẹt, nếu mà kẹt ở cái mức lớn dầu nhất như này là nó bị vù ga. Mà nếu mà kẹt ở cái mức cắt dầu đi như này thì là chết máy. Mà nếu kẹt ở cái mức độ như này là không thay đổi được. Thế làm sao để mình biết được cái kẹt cái ga đấy? Thế các bạn làm này, khi mà hắn bị cái hiện tượng như vậy đấy, đây tôi lấy ví dụ như là hiện nay đang nằm như này, thế các bạn thò tay vào, thả cái tay ga này ra, thò tay vào này, lắc đi lắc lại. Nếu mà không thấy hiện tượng lắc được như này, chứng tỏ là đang bị kẹt cần ga. Thì lúc bây giờ là ta phải tháo mặt miếu ra để sử dụng. Thế bây giờ tại sao lại như thế? Thế bây giờ tôi nói về hướng dẫn về cái nguyên lý hoạt động của cái hệ thống bơm dầu này như này, tức là cái hệ thống nhiên liệu. Thế dầu từ thùng dầu đi qua bò lọc xuống cái bơm cao áp. Thế là cái bơm cao áp này là hắn chứa cái lượng dầu sẵn trong đấy, khi nào mà bơm thì bơm đây. Còn để điều khiển được cái tốc độ là do cái hệ thống này, cái cần ga này, cái luật xô này, cái đoàn xoay này, và đây là cái bộ tỳ này, hai cái tỳ này. Đấy, thế hai cái tỳ này ấy, là lúc nào nó cũng tỳ vào đây, đây cái vòng BT đây. Đấy, lúc nào nó cũng tỳ vào như này. Đấy, lúc nào nó cũng tỳ này. Thế khi tốc độ, nếu ta để ở cái vị trí này, tức là cái vị trí khởi động này, khi ta khởi động thì bao giờ ta cũng để ở cái vị trí này, thì lúc khởi động cái tốc độ nó thấp thì cái vị trí của cái thanh răng này nó đang ở cái mức cấp cao dầu nhất. Đấy, cấp cao dầu nhất. Thế là khi ta khởi động thì cái lượng dầu đưa vào động cơ rất là đậm đặc, cho nên nó dễ khởi động. Đấy là gọi là cái chế độ khởi động. Thế khi mà khởi động được thì tốc độ động cơ tăng lên, thì là lúc bây giờ ấy là cái bộ điều tốc là cái bộ này, các bạn nhìn thấy ở bên trong 6 viên bi đấy sẽ văng ra bên ngoài và đẩy cái đĩa này ra ngoài, đẩy ra như này chẳng hạn. Đấy, nó đẩy cái đĩa ra, các bạn nhìn thấy nha, nó đang như này, bây giờ nó đẩy ra như này, nó đẩy ra như này, có nghĩa là nó đẩy vào cái vòng BT này, là cái vòng BT này bị đẩy về phía này để cho ăn cấp ít dầu đi. Đấy. Thì cái hệ thống này ấy, người ta gọi là cái hệ thống dẫn bơm. Thế cái hệ thống dẫn bơm này được hắn được cái bộ điều tốc này điều khiển. Thế bây giờ ấy, tại sao điều khiển được? Tôi lại mới nói này, thí dụ các bạn để ở đây là cái mức tốc độ 1.500 vòng phút chẳng hạn, thì là cái mức này. Thế khi mà hắn chạy ở 1.500 vòng phút thì cái máy viên bi này hắn văng ra đến một mức độ nào đấy, hắn đẩy vào cái đây, đẩy vào đây. Ví dụ như là tôi đang để cái tay ga như này thì hắn sẽ đẩy vào đây. Đấy, thì là khi hoạt động nó là nằm im như này. Nhưng nếu mà tôi tăng ga thêm, có nghĩa là cái lực lò xo này hắn tăng lên, thì lúc bây giờ cái lực lò xo này tăng lên thì hắn sẽ thắng cái tốc độ 1.400-500 vòng phút, thì là cái thanh răng nó sẽ chạy về cái phía cấp nhiều dầu hơn, và đồng thời ấy, là hắn làm cho cái bộ điều tốc này sập vào bên trong, thế là cấp nhiều dầu lên, và đến khi mà cái lực viên bi văng ra ấy, hắn cân bằng với lại cái lực của lò xo, thì lúc bây giờ nó lại nằm im một chỗ, có nghĩa là tốc độ hắn đã thay đổi. Nhưng mà thí dụ như là thay đổi lên 1.800 vòng phút là hắn vẫn nằm im như thế. Có nghĩa là ở đây điều tốc bằng cái cách
tức là 6 viên bi kia khi động cơ hoạt động là nó văng ra ngoài, mà nó văng, cái lực văng đấy nó phụ thuộc vào tốc độ của động cơ, và cái lực văng đấy bao giờ mà nó cân bằng với lại cái lò xo này là tốc độ bắt đầu giữ nguyên ở đấy. Thì cái bộ phận này người ta gọi là cái bộ phận điều tốc, và cái bộ phận này là cái bộ phận dẫn động điều tốc để điều khiển cái bơm này ở mức độ tốc độ nào đấy. Thế thông thường là khi nó bị kẹt thì như khi nãy tôi đã nói đấy, hoặc là kẹt ở cái mức độ dầu cấp nhiều nhất, thì lúc bây giờ ấy là cái bơm này ấy là hắn sẽ cấp nhiều dầu và đồng thời không thay đổi được cái lực lò xo này, không thay đổi được, thế cho nên là sẽ bị vù gà. Thứ hai nữa mà hắn bị kẹt ở cái mức này, cái thanh răng này đang ở cái mức độ cái bơm cấp ít dầu nhất, thì lúc bây giờ là động cơ sẽ chết. Hoặc là hắn bị kẹt ở cái mức độ như thế này thì anh có thay đổi cái tay ga này, thay đổi đi thay đổi lại, nhưng mà hắn bị kẹt cứng ở bên trong này rồi, thì là hắn không thay đổi được tốc độ. Có nghĩa là lúc bây giờ là cái bơm đang bị kẹt, mà cái bơm bị kẹt ở đây là kẹt cái thanh răng, giữa cái thanh răng và cái ống răng bên trong ấy là không xoay được cái quả piston, cho nên không thay đổi được cái lượng dầu. Mình không thay đổi được cái lượng dầu, nó đang cấp lượng dầu như thế nào thì cứ cấp nguyên như thế. Mà nguyên tắc của hắn ấy, cấp càng nhiều dầu tốc độ càng cao. Hắn không giống như ở cái động cơ xăng, cái động cơ xăng ấy hắn chỉ cao lên đến một mức độ nào đấy rồi thôi, thí dụ là hắn lên đến 12.000 vòng phút lần thôi, hắn không tăng nữa. Nhưng mà như cái động cơ diesel này, nếu không có cái bộ điều tốc này để kìm hãm ấy, thì là hắn sẽ tăng ga đến cái mức độ phá hủy cái động cơ luôn đấy. Thế cho nên là về nguyên tắc thì cái bộ điều tốc này làm việc lâu ngày ấy là hắn sẽ bị mòn đi. Hắn mòn cái thứ nhất là hắn mòn hai cái vấu tiếp xúc này đấy. Hắn mòn hai vấu tiếp xúc này. Thứ hai nữa đấy là ở bên trong này ấy, đây các cái rãnh chứa viên bi này đấy, là nếu mà nó doãn ra thì các cái viên bi này nó ra không đều ấy, thì là nó làm cho động cơ chạy lập bập đấy. Hoặc là nó doãn quá ra là hắn mất cái chức năng điều tốc, thì lúc bây giờ ấy là động cơ hoạt động nó sẽ là không bình thường đấy. Thế khi mà nếu như trường hợp ở đây nó mòn đi thì ta có thể tháo cái này ra để đem đi đắp, mà muốn tháo cái này ấy, thì ta tháo cái chốt này ra rồi lôi ra thôi, không có vấn đề gì đấy. Hoặc là ta không hàn vào đây, ta vẫn để nguyên, thế nhưng mà khi ta lắp cái bộ điều tốc, lắp bộ điều tốc này lắp vào xong, hoặc tốt nhất đấy là ta đệm vào đây, ta đệm vào bên trong cái vành này ấy, hoặc là ta đệm ngoài cái vành này một cái đệm khoảng độ 0,3 mm. Ví dụ như cái miếng tôn ta cắt ra ta đưa vào đây khoảng 0,3 mm, thì anh sẽ hạn chế được cái vấn đề, tức là một đấy là hay bị rơi bi, vì cái này nó mòn nên là nó hay bị rơi bi, mà rơi bi lên chết máy hoặc là nó bị vù gà đấy. Thì đấy là một cái căn bệnh. Cái căn bệnh thứ hai là ở đây anh không bị kẹt, thế nhưng có điều dầu khi ta mới lắp xong, và đại đa số các bạn mới lắp ấy, là dầu không ra, mặc dù thanh răng này rất trơn tru, thế nhưng mà lắp bơm ở đây lấy dầu vẫn không ra. Thì lúc bây giờ ấy là ta phải xả ia bằng cái cách, tức là ta tháo cái ốc này ra để ta xả ia. Thì để cái bài video sau ấy, tôi sẽ hướng dẫn cái sự xả ia của cái ốc. Rất nhiều người ấy làm xong, kể cả thay mới, thế nhưng có điều khi lắp vào là dầu không ra ngoài đấy. Quay như này là bánh đà quay chuyến ấy, nhưng mà dầu vẫn không phun ra ngoài được. Thì đấy là một số các cái căn bệnh mà về cái đường dầu, nhất là về cái bơm cầu áp này, các bạn phải nghiên cứu, tháo ra tháo vào, xem tôi lắp và xem tôi hướng dẫn về cái bơm cầu áp. Nói chung cái động cơ diesel này khó nhất đấy là anh phải hiểu được cái bản chất của cái bơm cầu áp. Anh không hiểu được ấy
là anh chỉ lắp theo tôi lắp, hoặc là anh chỉ lắp theo một số người khác ấy, thì là khó mà thành công lắm. Mặc dù anh kể cả mua cái bơm mới về, nhưng mà cái bơm mới thông thường có những cái là người ta đã lắp chuẩn, nhưng có những cái người ta mới chỉ gáo, anh về anh lắp vào vẫn không ra, cứ bảo là mua cái bơm cao áp mới về lắp nhưng mà vẫn không được. Đấy. Thì đấy là cái bài video tôi nói về cái vấn đề cái đường dầu hay bị tắc, và tại sao khi nổ máy thế là không thay đổi đứt tay ga, hoặc là bị vù ga, hoặc là bị chết máy mà quay vẫn không nổ. Thì các bạn nên nhớ, khi mà quay không nổ hoặc là anh có hiện tượng về tay ga, các bạn thò tay vào đây đây, các bạn mà lắc mà thấy lắc đi lắc lại như này được thì là cái bơm không được gì. Nhưng mà rất nhiều cái ấy, là anh lắc như này không được, anh cứng lại như này. Thì trường hợp anh cứng này, một đấy là cái bơm bị kẹt, hai nữa là cái viên bi mắc xuống dưới đây, anh đẩy thằng này anh ra ngoài một tí và anh kẹt cứng lại ở dưới đây, anh không chạy vào, nó không chạy ra được, thì anh ghi cứng cái này lại. Thì lúc bây giờ ta lắc cái này không được đấy. Cho nên cái hiện tượng mà làm xong là các bạn phải lắc như thế này xem nó có chuẩn hay không. Kể cả lắp xong cái bơm cao áp thì cũng phải thò tay vào đây để lắp xem nó có chuẩn hay không, thì là lúc bây giờ mới gọi là đạt yêu cầu đấy. Thì vừa rồi là cái video tôi nói về cái đường dầu.